thì bạn áp lên YouTube đấy, quảng cáo à? Quay quảng cáo. Còn cái này, cái gì đó, cái mà mình đưa. Cái đóng từ gà này, cái này cũng cái đóng cái to trước, cái chuồng tí leo lên đóng sau. Phải đóng trên chuồng chứ đóng lên đâu được. Cái bình chè đá này. Ở trong đó nó mát này. Sao nó đạp cho nó leo lên không? Không, lỗ nó còn một cái ngang nữa mà. Cái gì không biết làm thôi. Cái gì? Cái gì không biết làm. Không có tiền thì phải làm. Có tiền thì thuê. Cái gì biết làm thôi. Cái gì phải tự tay làm. Thích làm tự tay không ạ?
bên là chết. Thank you.
bể nó nằm ở trên thì nó không xuống, tao nằm ở dưới á, úp bên này thì nó sẽ không bể nữa, nếu mà bể trên nó lại bể, nằm bên này thì không bể nữa. Mà trên thì nó sẽ cái đó để nằm cho nằm cái nằm ở trong ấy. Con nó bước được qua này thì nó sẽ không chui được qua lỗ này nữa. Hiểu không? Nó lớn rồi thì có đồng ý, ý là đang nói là nếu mà làm cao được thì tốt, vì biết sao. Một mặt bên này này cho nó cao hẳn lên luôn. Vì là bên này thì con chó nó không có leo qua bên này. Bác hiểu không? Ví dụ như tại vì cái lý do là tôi làm thì chỉ cần làm hai cái này thôi. Để chừa đây này là con chó mẹ ví dụ nó cho bú xong nó nhảy qua đây luôn. Nó chạy sang đây nó nằm. Ui nhà đứng ở đây không khỏi khỏi bé đi. Hả? Không, để nó làm cùng cho con cho nó ấm. Nó bú xong nó phải cho nó tới tầm khoảng chừng một tháng á là nó cắt cử nó sẽ ra nhảy ra ngoài chứ nếu mà cho ra ngoài thì nó bây giờ chốt chuồng này lại. Có phải bây giờ mở cửa chuồng này cái nhảy lên nhảy xuống hay sao mà đấy, còn có đêm nó nhảy lên nhảy xuống chó nó cái gì chịu nổi thế rồi mới kêu đóng cái kia góc bên kia thì ba góc thì ok rồi không lo bằng cho bằng thôi. Cần ấy đâu. Khi mà nó lên rồi thì nó không chui được khóa cửa này. Được mà, đẹp. Thế rồi. Đây nó nhảy qua nhảy lại. Chờ trống cái chỗ này để cho mẹ nó nghỉ ngơi. Còn ở đây mình nhìn cho con được. Giờ lấy cái miếng cắt tông lót cái xong rồi cho nó lên luôn.